Bạn trai Bạch Lộc gây thất vọng về nhan sắc già nua khác hẳn khi Photoshop. Bạn trai tin đồn của Bạch Lộc Trương Lăng Hách nội nhan sắc đáng thất vọng. Sau thành công của Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách trở thành cái tên được chú ý nhất nhì sàn tiểu sinh hậu 90 năm. Tên tuổi nam diễn viên càng nổi bật hơn sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc. Nam diễn viên thường xuyên được khen ngợi vì chiều cao và nhan sắc. Tuy nhiên mới đây Trương Lăng Hách đã bị soi về gương mặt khác một trời một vực khi Photoshop. Khi quan sát từ xa trong ảnh hoặc video đã qua chỉnh sửa thì quả thật nam diễn viên vô cùng nổi bật với gương mặt góc cạnh nam tính. Ngược lại ở khoảng cách gần, đối diện với ống kính chất lượng cao không filter và đặc biệt khi cười thì nhan sắc lăng để mất đi 5 phần kinh diễm, sự khác biệt có chút rất lớn. Về vóc dáng, Trương Lăng Hách cao 1m90, nâng dài vai rộng, tuy nhiên tỷ lệ cơ thể nam diễn viên khá bình thường, tay chân không dài, đầu cũng không nhỏ. Về gương mặt, lăng đế có phần già hơn tuổi, khiếm khuyết lớn nhất khi cười, lên cả mặt nhăn nheo, da lỏng nẻo, không căng sát, ôm lấy cơ và xương, luôn phải chú ý quản lý biểu cảm, không thể làm biểu cảm mạnh. Đây là vấn đề lớn đối với một diễn viên. Nhiều người hâm mộ nam diễn viên đã biện minh rằng do anh giảm cân quá nhanh nên bị vậy. Thế nhưng những sao nam khác tăng cân vì vai diễn rồi hết vai lại giảm cũng không thấy gặp vấn đề này. Trường hợp của Trương Lăng Hách là do cớ địa. Sau khi những hình ảnh không mấy long lanh của Trương Lăng Hách được lan truyền, cư dân mạng bắt đầu quay xe khen ngợi Vương Hạc Đệ và khẳng định nam diễn viên đẹp trai hơn bạn trai tin đồn của Bạch Lộc.